nói, tôi là người duy nhất có thể chữa khỏi cho nó. George, không! Cái lồng sẽ không đứng được lâu nữa đâu. Tất cả lui lại. Đừng vậy nữa chứ. George. Dừng lại. George. Davis. Chết tiệt, gọi 911 đi, nhanh lên. Tổn thằng xã San Diego. Con chân. George. Mọi thứ đều ổn. Đúng, tao biết mày sợ. Tao có thể giúp mày. Không. Mọi thứ đều ổn. Anh phải tránh xa con thú. Không sao đâu, không có gì đâu. Tôi là nhà di truyền học, tôi đảm nhận chăm sóc con vật này. Tôi có thể xử lý tình huống này, chỉ cần các vị hạ vũ khí xuống. Làm ơn. Mọi thứ ổn rồi, bình tĩnh lại nào. Ngoan lắm. Được rồi, hạ vũ khí xuống. Hạ xuống. Đừng lo lắng anh bạn, tao sẽ giúp mày. Cái quái gì vậy? Không! George! George.